Xin chào tất cả các bạn khán giả của kênh sóng Valorant Champion Tour Việt Nam. Mình là Duy Đức và đây là bản tin Champion số thứ 3. Vậy là giải đấu Valorant Champion Show năm 2024 cũng đã đi tới những giai đoạn nước rút rồi. Hãy cùng mình điểm qua những diễn biến ở trong tuần thi đấu vừa rồi và cả những lời đàm tiếu của các pro player nhé. Chúng ta cũng đã đi được một nửa hành trình của vòng playoff rồi, từ 8 đội, giờ đây chỉ còn có 4 đội mà thôi. Và có lẽ hãy cùng nhau điểm qua những diễn biến ở những tháng trước đã. Khởi động cho vòng playoff, chúng ta có ngay cặp đấu giữa Sentinel và DRX. Cả hai đội đều nhập cuộc rất cởi mở. Ngay từ map 1, người xem đã được chứng kiến loạn overtime căng thẳng với tỷ số chung cuộc là 15-13 cho Sentinel ở Sunset. Map thi đấu thứ hai có phần chóng vánh hơn. Với sự xuất sắc của Zekin, Sentinel đã đánh bại Rồng Xanh với tỷ số 13-8 ở Haven và đẩy đại diện còn lại của Pacific xuống nhánh thua. Cho dù không thể hiện được nhiều, nhưng chắc chắn sự công nhận của Idol Sense đối với fanboy Foxy này không khác gì một giấc mơ. Nếu các bạn không biết thì Zekin có một nửa dòng máu Philippines, đúng là nhân tướng hợp nhất khi mà Neon của Zekin bắn tới tận 54 mạng trong hai map. Một kèo đấu khó cho kẻ hủy diệt với game Trey Esports khi đối thủ của họ là đội tuyển đồng hương Edward Gaming. Không ngoài dự đoán, EDG vẫn cho ta thấy ai là đại diện mạnh nhất của Trung Quốc khi nối dài chuỗi thắng trước Trey lên con số 5 với tỷ số 2-0. 13-7 ở Bay và 13-10 ở Sunset. Đặc biệt là trong 5 lần đối đầu này thì Trey không giành được một map nào cả. Trey Esports sẽ phải gặp EIX ở nhánh thua. Kèo nội chiến khu vực châu Mỹ giữa G2 và Leviathan cũng không tránh khỏi tỷ số 2-0. Map 1 cực căng với loạt overtime map Icebox kết thúc 16-14 dành cho Leviathan. Sang đến map 2 thì mọi thứ lại quá nhạt nhòa khi Leviathan hủy diệt đối phương ngay tại map pick của G2 là Apis với tỷ số 13-5. Có lẽ dấu ấn duy nhất G2 để lại là ở round 14, round đấu Eco của G2 sau khi thua lục và cả 5 thành viên quyết định nhảy xuống vực cho đối phương free round đó. Chắc chắn đây là chiến thuật Valin đã côn cho những người đồng đội của mình. Nhưng trên mạng xã hội, chúng ta thấy rất nhiều ý kiến trái chiều về cách của G2 chơi round này. Vậy ý kiến của các bạn như thế nào? Comment ở phần bình luận cho bọn mình biết với nhé. Vẫn là tỷ số 2-0 cho cặp trận đấu này. Team Heretics đã đánh bại nhà vua EMEA với tỷ số 2-0. Cực kỳ nhanh gọn kết liễu đối phương 13-3 ở Lotus. Wood và đồng đội đã hơi chật vật để vượt qua Fnatic ở map 2 là Abyss với tỷ số 14-12. Lại một ngày bay bổng nữa của Riyan để dẫn dắt những người đồng đội vượt qua đối thủ khó khăn. Chắc chắn từ bây giờ, ngoài những cái tên như Wood, Minibu hay Benji thì Ryan cũng sẽ là một hỏa lực mạnh mẽ của team Heretics mà chúng ta cũng như đối thủ của họ cần phải để tâm tới. Sau trận chiến này thì Wood và Minibu cũng đã chứng minh rằng búp tóc vàng là có thật. Có lẽ Alphazer cũng phải lôi cả đứa cơ đi nhuộm tóc thì may ra mới cần được kèo này. Với những kết quả như vậy ở nhánh thắng, chúng ta cũng đã có được những cặp đấu tại nhánh thua và hãy cùng xem những cuộc chiến sinh tử tại lower bracket sẽ diễn ra như thế nào nhé. Cuộc chiến của hai ông vua vòng bảng DRX và Trey Esports. Với việc đang mang trọng trách gồng gánh cả khu vực Pacific trên vai, DRX cần một chiến thắng để sốc lại tinh thần. Vừa hay, họ gặp một Trey Esports đã hết phép tại vòng bảng. DRX không đổ một giọt mồ hôi trong cả hai map, 13-3 ở Lotus và 13-5 ở Abyss. Qua đó chấm dứt hành trình kỳ diệu của Trey Esports ở lần đầu tiên ra giải đấu tầm cỡ thế giới. Cho dù là đội đầu tiên bị loại khỏi vòng playoff, thì TE vẫn có thể ngẩng đầu rời khỏi giải lần này vì họ đã hủy diệt gần như 99% pick game của mọi người. Một kịch bản tương tự cũng diễn ra trong cặp trận giữa Fnatic và G2. Đây thực sự là một màn thể hiện có phần nghèo nàn của G2. Seed 1 bảng D, vào vòng playoff họ không thắng một map nào vì họ lại thua 2-0. Map 1 Haven là show diễn kỹ năng cá nhân của Alphire với tổng 24 mạng sau tỷ số 13-3. Đến map 2 thì G2 đã tự throw đi chiến thắng của mình khi dẫn 11-10 và bị lật 11-13 tại map đấu bài định mệnh. Vắng G2 ở các cặp trận sau chắc chắn là một tổn thất lớn về content cho giải đấu. In-game leader của G2, Valen cũng đã xin nhận mọi trách nhiệm về mình chứ không phải đồng đội. Big respect. Đây chắc chắn là một khởi đầu hứa hẹn cho những năm sau của G2. Bên kia chiến tuyến, Chronicle được X2 niềm vui khi thắng G2 trong ngày sinh nhật và xóa bỏ lời nguyền từ mấy năm trước cứ đến sinh nhật là thua của anh. Kết thúc vòng thi đấu đầu tiên, các seed 1 từ vòng bảng hầu như đều đã gục ngã. Câu chuyện ở tại nhánh thắng là giữa những seed 2 và team Heretics, nhưng không vì vậy mà những trận thi đấu trở nên kém bùng nổ và hấp dẫn. Cặp trận giữa Edward Gaming và Sentinel đã diễn ra rất cởi mở và chấm dứt chuỗi kết quả 2-0 tại vòng playoff với tỷ số 2-1 dành cho Edward Gaming. Map 1 và map 2, cả hai đội đều thắng map pick của đối thủ là Haven và Lotus với cùng tỷ số 13-9. Đến map 3 Sunset, Chichu đã gần như hóa điên và làm gọi các thành viên Sentinel 13-6, đẩy quỷ đỏ xuống nhánh dưới. Qua đó, EDG cũng đã lập kỷ lục đối với bản thân khi lần đầu tiên góp mặt trong top 3 đội tuyển mạnh nhất của một giải đấu quốc tế. Cho dù thua, Bộ trưởng Marketing Zelsys vẫn không quên treo kéo EDG mua sen bundle.
Leviathan cũng đạt được kỷ lục giống với S1 Gaming khi lần đầu có mặt trong top 3 đội mạnh nhất của một giải đấu quốc tế. Hay không chóng vánh là vậy, nhưng Leviathan cũng đã phải chật vật với tỷ số 15-13 tại map iSports và 13-10 tại Lotus để có thể đánh bại được team Heretics. Nếu không có Asmat bật chế độ Champion Mode thì có lẽ Leviathan cũng đã sẩy chân trước một team Heretics vẫn đang vô cùng gai góc ở tại giải đấu lần này. Với chiến thắng này thì Leviathan sẽ đối đầu EDG tại trận chung kết nhánh thắng. Trước trận, Minibu vẫn khá tự tin sẽ deep được Asmat, nhưng có vẻ anh chàng này quên Asmat đã từng vô địch cả Champions. Cuộc đua tại Champions chỉ dành cho những kẻ mạnh, và đương nhiên là mất đi ai cũng là một sự đáng tiếc rất lớn. Nhưng từ tứ kết nhánh thua, chỉ có hai đội được quyền đi tiếp. Hai map đầu là Abyss và Sunset có cùng tỷ số 13-5. Cả hai đều làm rất tốt ở map pick của mình, cho thấy họ chuẩn bị kỹ thế nào cho cặp trận này. iSpoke đã có những lợi thế khá lớn của DIX ở thời gian ban đầu khi họ dẫn với tỷ số 9-5. Sang lượt thi đấu thứ hai thì Neon trong tay của Minibu đã thực sự mất kiểm soát và DIX không biết phải phản ứng như thế nào trước Julius, người Litva. Thất bại 13-10 cũng là thất bại của Pacific khi mà chúng ta không có bất kỳ một đại diện nào trong top 4 đội tuyển mạnh nhất tại Champions năm nay. Nhưng dù sao, DIX cũng có thể ngẩng cao đầu rời khỏi giải thi đấu lần này. Trước giải, không ai đánh giá quá cao tập thể rồng xanh, nhưng với một dàn tuyển thủ mới, họ cũng đã lọt được đến tận top 5-6 của giải. Đây vẫn là một mùa giải quá thành công với những cái tên trẻ như Ben, Foxy9 và đặc biệt là Flashback, người đã có pha clutch 1v3 vô cùng quyết đoán và bình tĩnh ở tại map thi đấu thứ 3. Cũng nói về tuyển thủ trẻ, Minibu sau trận đấu đã khóc ngay trên sân khấu vì những cảm xúc trong trận đấu này thực sự là quá bùng nổ. Cả Sentinel và Fnatic đều có mục tiêu chung là tầm vé đi tiếp. Cả hai đã từng vô địch hai giải đấu tầm cỡ như Master. Rõ ràng, Champion là sân chơi mà cả hai đội đều hàng ao ước, nhưng họ đều chưa quá có duyên. Cả hai cùng cống hiến một cặp trận BO3 căng thẳng với map 1 Sunset 13-11 và map 2 Bay 13-9 với phần thắng chia đều cho cả hai bên. Với bản lĩnh của mình và Zekton cũng như John Guilty quá bay bổng, Sentinel không cho Fnatic cơ hội tại map thi đấu Lotus với tỷ số 13-6. Binh đoàn áo đỏ chính thức góp mặt trong top 4 đội tuyển mạnh nhất. Chia tay Valorant 2024, Anfire cùng đồng đội có đôi lời tâm sự về lịch trình thi đấu dày đặc khiến cho anh hiếm có thời gian gặp gia đình và bạn bè. Bên cạnh đó, thể trạng Anfire cũng không ở trạng thái tốt nhất khi anh vừa gặp một chút vấn đề về tâm lý. Sự khắc nghiệt của Champions đang ngày một được bộc lộ rõ ràng khi mà chúng ta chỉ còn lại 4 đội tuyển cũng như 4 trận đấu cuối cùng để tìm ra nhà vô mới của Valorant năm nay. Các bạn khán giả đừng quên theo dõi những diễn biến mới nhất của Valorant Champions Seoul tại kênh sóng của Valorant Champions Tour Việt Nam. Đừng quên để lại cho bọn mình một like, một subscribe cho nội dung này và cả những nội dung khác trên kênh sóng nữa. Hãy sẵn sàng cho khoảnh khắc của nhà vua mới của Valorant năm 2024. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những nội dung tiếp theo của kênh sóng Valorant Champions Tour Việt Nam.